Câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã bắt đầu hành trình mới ở giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2023 với mục tiêu mạnh mẽ hơn. Trận ra quân gặp câu lạc bộ GFDI Sông Hàn đã chứng kiến một màn trình diễn kịch tính với bản gỡ 1-1 quý như vàng của Châu Đoàn Phát chỉ trong 30 giây cuối cùng. Mặc dù đã đăng quang giải vô địch quốc gia lần thứ 12, nhưng lãnh đạo của câu lạc bộ Thái Sơn Nam không thỏa mãn với sức cạnh tranh trong môi trường Futsal, đặc biệt là từ đối thủ Sahako. Họ cũng có những lo ngại về ngoại binh Alexi Pietizoki, Phần Lan, và khả năng cầm quân của huấn luyện viên Gustavo Nicola. Để giải quyết vấn đề này, câu lạc bộ đã thực hiện cuộc thay máu mạnh mẽ. Huấn luyện viên Gustavo Nicola đã nghỉ, và Nguyễn Tuấn Anh, một người có tinh thần cầu tiến và tinh thần cầu thủ cao, đã được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội. Nguyễn Tuấn Anh, từng là trợ lý của huấn luyện viên Phan Minh Giang, đã ghi điểm với sự đóng thế khi đàn anh vắng mặt vì dính Covid-19. Với chuyên môn được khẳng định qua việc đưa câu lạc bộ Sahako vô địch quốc gia 2022, việc ông dẫn dắt câu lạc bộ Thái Sơn Nam tại Cúp Quốc gia 2023 được xem là bước đi đúng đắn cho câu lạc bộ. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam cũng đã bổ sung sự hỗ trợ cho Nguyễn Tuấn Anh bằng việc có cậu quả bóng vàng Futsal Việt Nam làm trợ lý huấn luyện viên. Điều này thể hiện sự quyết tâm của câu lạc bộ trong việc tái định vị và đặt cược cho tương lai trong làng Futsal Việt Nam.